Dạ vâng, cao phong đang test chất âm mộc mỗi một con đẩy san sui. Model là AMP-S5000, hàng bãi của Nhật, đẹp tuyển chọn, size 2U. Size 2U nó dày tầm khoảng 8-9cm. Rất đẹp, rất sang trọng, chất âm cực kỳ hay. Riêng tất cả các model phân khúc của đẩy san sui, dòng nào, model nào, chất âm của nó rất là hay. Với công suất của con đẩy này là 500W trên một kênh, công suất tầm vừa phải, để các bác chơi một đôi full đơn bát 40 trở về, hoặc là một đôi full đơn bát 30, hoặc là hai đôi full đơn bát 25, hoặc là hai đôi bát 20. Các bác chơi gia đình, hình thức rất đẹp, đẹp xuất sắc luôn. Các bác này, rất đẹp luôn, rất sang trọng, đẩy san sui, chất âm của nó quá hay luôn. Ngôn ngữ thiết kế của người Nhật, người ta thiết kế rất là gọn gàng, không quá nặng. Trọng lượng của nó chỉ tầm dưới 20kg gì đó thôi. Em chưa cân nên nhưng nó tầm đó. Kích thước gọn gàng, size 2U, tầm khoảng 8-9cm chiều cao. Và đặc biệt một cái điểm nhấn, con này nó chiều sâu của nó chỉ tầm dưới 40, nó chỉ tầm hơn găng tay thôi. Nên các bác để dễ dàng trong tủ kệ gia đình, các bác không phải cắt, không phải khoét tủ kệ như dòng đẩy khác. Bình thường những con đẩy khác thì thường thường của nó chiều sâu của nó tầm khoảng ngoài 40, có những con ngoài 50. Thì đa số là các bác để vào tủ kệ là các bác cắt đằng sau tủ rất là phức tạp, hoặc là các bác để nó thò ra đằng trước tầm hơn găng tay. Nhưng công suất con này nó tầm 500W chơi gia đình, và cái kích thước của nó gọn gàng, nó chiều sâu của nó tầm khoảng 40 đổ về thôi. Nên các bác để tủ kệ gia đình rất là đơn giản, rất là gọn gàng và đẹp, xinh. Size 2U các bác có thể ghép thêm những con lọc, con vang nữa, mic không dây vào nữa, các bác để trong tủ kệ gia đình rất là vừa và đẹp, xinh. Hai volume chất áp cho hai kênh CS1, CS2, hai dàn đèn báo này, có nút limit. Đấy, limit từ pass này các bạn này. San sui. Đó, rất đẹp luôn. Hàng đẳng cấp chất lượng. Riêng ngôn ngữ thiết kế của người Nhật đưa cho các bác những cái giá trị đích thực khi các bác sử dụng. Đấy, nên không thiết kế theo cái kiểu công suất phá làng phá xóm, mà nó không thiết kế theo cái kiểu là bê gãy lưng những kiểu dòng đẩy của Trung Quốc. Đấy, ngôn ngữ thiết kế của người Nhật được thiết kế kể cả những các bác đi những chiếc ô tô xe máy của người Nhật ấy, bao giờ nó cũng rất là thực dụng, rất là tốt, rất là bền, rất là hay, rất là đẹp. Đấy, nó không thiết kế theo cái kiểu là cả thèm vác nặng, bê gãy lưng như cái dòng đẩy Trung Quốc. Đấy, người ta không bán cân các bác nhá. Người ta không bán, người ta bán cho các bác là cung cấp cho các bác và bán cho các bác là cái giá trị âm thanh, giá trị sử dụng, nhưng mà không bán theo cái kiểu cân nặng như dòng Trung Quốc. Đấy là lưu ý các bác nhá. Nên các bác nào mua mà tính theo cân nặng thì mua hàng của Nhật, người ta không tính theo cân nặng đâu. Đấy, con này thì chất âm của nó rất hay. Công suất em nhắc lại là 500W trên một kênh, phù hợp các bác chơi một đôi loa full đơn bát 40 trở lại. Đấy, chơi gia đình nên là công suất của nó như vậy, nên em báo cho các bác để các bác nắm được. Các bác nhìn những con ốc của những người Nhật, người ta thiết kế cả những con ốc này, chắc là dùng hàng trăm năm nữa không bao giờ rỉ luôn. Nó rất là dày, cái mũ ốc của nó riêng không giống con đẩy nào nhé. Riêng con ốc này nó nhìn nó đã khác rồi. Các bác nhìn này, những con ốc này nhìn nó đã khác rồi. Đó, trên đỉnh nắp đều có dập chìm logo san sui. Các bác nhìn hình thức của nó quá đẹp luôn. Dòng này máy của nó nhá, các cái cửa sổ này nó đều có cái lọc bụi hết, nhưng máy của nó trong của nó mới tinh luôn. Đẹp trên 95-97%, zin nguyên bản 100%. Đấy, quạt gió êm như là kiểu như là các bác bật nguồn lên chỉ nhìn thấy cái đèn báo này nhá, là các bác biết đang bật nguồn thôi, chứ còn các bác bật nguồn lên cái đèn báo của nó siêu êm. Nên các bác bật nguồn lên dòng đẩy mà các bác chơi gia đình ấy, thì cái quạt gió nó rất là quan trọng. Cái quạt gió nó êm thì các bác dùng, nhiều khi các bác chơi gia đình các bác mở công suất nhỏ thôi thì quạt gió nó êm như này nó giá trị này. Còn khi các bác mở công suất nhỏ mà cái quạt gió nó cắt gió to ấy, các bác nghe rất là sâu ruột. Nó được rất là nhiều điểm cộng từ chất âm hay này, kích thước hình dáng gọn gàng, công suất vừa phải, không quá lớn, vừa phải nhá, và cái kích thước của nó rất gọn, quạt gió êm, tất cả các ưu điểm để chơi gia đình đẩy san sui quá lý tưởng, chất âm hay. Đấy, bác nào có nhu cầu về những con đẩy san sui S5000 các bác liên hệ với em, số điện thoại 0772260096. Và đây là phía sau, phía sau các bác nhìn này, phía sau của nó này, các bác nhìn những con ốc như này, nó dày nhá. Con ốc của nó này, toàn ốc không dỉ này. Quạt gió siêu êm luôn, chạy tít lượng luôn này. Đây các cái đường giao loa bằng ren xoáy kẹp nhá. Đây em thợ đem rút cái này ra, cắm cái này vào thôi, chứ còn các bác ren xoáy kẹp này chắc chắn này. Trên đằng sau nó có đều có tem seri san sui S5000, số seri hết này. Đấy, số seri này. Đường vào bằng rắc JAV và 6 ly. Đấy, lưu ý các bác, quạt gió siêu êm luôn. Các bác nhìn thấy quạt gió nó có biểu tượng riêng của đẩy san sui. Đấy, biểu tượng riêng của gió xịn nhá. Quạt gió zin theo máy. Dòng này về là không phải vệ sinh bởi vì là dùng nó chưa đáng kể, nên còn rất là đẹp. Đấy, rất đẹp luôn, chất âm hay, hình thức đẹp, công suất vừa phải, 500W trên một kênh. Đấy,
Sau đây em sẽ nhích âm lượng lên các bác thẩm âm nhá. Tiếng rất sạch luôn. Dòng đẩy em đang test mộc mỗi con đẩy nhá. Chưa qua lọc, chưa qua vang nhưng tiếng của nó sạch bằng gấp tỷ lần cái đẩy khác. Đó. Đó. Bác nào có nhu cầu liên hệ với em. Số điện thoại 077-226-0096. Em giao hàng toàn quốc. Đẩy săn xui siêu đẹp luôn. Nói như thế này rất đẹp. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi video. Đây các bác nhìn con ốc này. Con ốc của nó khác này. Các bác nhìn con ốc của nó khác luôn này. Ốc siêu siêu bền luôn.